Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát. Các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ tư, ngày 1 tháng 12 năm 2021. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn thân mến, giá vàng thế giới hiện đang ở quanh mức 1786,4 đô la Mỹ. Tính ra trong phiên, vàng thế giới đã tăng 12,4 đô la với tỷ lệ 0,7%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên hôm nay 1772 đô la Mỹ và cao nhất 1794 đô la Mỹ một ao. Đồng tiền điện tử Bitcoin hiện đang ở quanh ngưỡng 57.000 đô la Mỹ một đồng. Chỉ số Udendex, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, hiện đang đứng tại ngưỡng 95,933 điểm. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng ở dưới mức 1,5%. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch tại ngưỡng 68,951 đô la Mỹ một thùng. Tính ra trong phiên hôm nay đã tăng tới 3%. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi bảng niêm yết giá vàng trong nước. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh giảm 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 59.950.000 đồng một lượng, chiều bán 60.650.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Hà Nội cũng có mức giảm tương tự, 50.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua đứng tại mức 59.950.000 đồng một lượng, còn chiều bán 60.670.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC ở mức là 700.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh giảm 300.000 đồng một lượng chiều mua, chiều bán giảm 100.000 đồng một lượng. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 59.700.000 đồng một lượng, chiều bán 60 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Vàng Doji tại Hà Nội giảm 200 nghìn đồng một lượng chiều bán và chiều mua giữ nguyên. Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 59,85 triệu đồng một lượng, còn ở chiều bán 60,45 triệu đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji từ 600 cho đến 900 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn Tại Phú Quý STC giảm 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 59,95 triệu đồng một lượng, còn ở chiều bán 60,55 triệu đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu giảm 50.000 đồng một lượng chiều mua, chiều bán giảm 20.000 đồng một lượng. Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 59,96 triệu đồng một lượng, còn ở chiều bán 60,53 triệu đồng một lượng. Tại cơ sở My Hồng STC giảm 50.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 60 triệu 100 nghìn đồng một lượng Còn ở chiều bán 60 triệu 500 nghìn đồng một lượng Giá vàng SJC tại một số ngân hàng Tại ngân hàng Exim Bank giảm 100 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán Ở chiều mua đứng tại mức 59 triệu 900 nghìn đồng một lượng Còn ở chiều bán 60 triệu 400 nghìn đồng một lượng Tại ngân hàng ACB cũng có mức giảm tương tự 100 nghìn đồng một lượng cả hai chiều mua bán ở chiều mua đứng tại mức 59.900.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 60.500.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB giảm 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua có mức giá 59.850.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 60.450.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng TBBangold giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua, chiều bán giảm 100.000 đồng một lượng. Ở chiều mua đứng tại mức 59.850.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 60 triệu 450 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC chỉ nhánh ở các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh giảm 50 nghìn đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 59 triệu 920 nghìn đồng một lượng đến 59 triệu 970 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 60 triệu 650 nghìn đồng một lượng đến 60 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Giá vàng bút số 9 vàng nữ trang SJC Nhận bút số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ Giảm 200.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán Ở chiều mua đứng tại mức 51 triệu 450 000 đồng một lượng Chiều bán 52 triệu 150 000 đồng một lượng Vàng nữ trang bút số 9 cũng có mức giảm tương tự 200.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán Ở chiều mua đứng tại mức 51 triệu 150 000 đồng một lượng Còn ở chiều bán 51 triệu 850 000 đồng một lượng Vàng đi trang 24k giá 198.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua đứng tại mức 50 triệu 237 000 đồng một lượng, chiều bán 51 triệu 237 000 đồng một lượng. Vàng đi trang 18k giá 150.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 37 triệu 041 000 đồng một lượng, chiều bán 39 triệu 041 000 đồng một lượng. Vàng đi trang 14k giá 116.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua có mức giá 28 triệu 382 nghìn đồng một lượng Chiều bán 30 triệu 382 nghìn đồng một lượng Vàng đi trang lại 10k Giảm 83 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán Ở chiều mua đứng tại mức 19 triệu 774 nghìn đồng một lượng Chiều bán 21 triệu 774 nghìn đồng một lượng Thưa các bạn trong phiên giao dịch hôm nay thứ tư ngày 1 tháng 12 năm 2021. Giá vàng đã và đang nỗ lực hồi phục sau khi rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 tại vùng 1770 đô la Mỹ một ao. Kim loại quý đã tăng mạnh trước đó lên vùng 1808 đô la Mỹ nhưng ngay lập tức bị bán về vùng 1770 đô la. Sau khi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép bày tỏ quan điểm diều hâu khi muốn đẩy nhanh tiến độ thu hẹp chương trình thu mua tài sản Tại các cuộc họp sắp tới. Giá vàng trong nước cũng theo xu hướng giảm trong phiên ngày hôm nay. Chênh lệch giữa hai thị trường trong nước và thế giới đang duy trì ở trên ngưỡng 11 triệu đồng/lượng. Vàng đã có một phiên giao dịch ngày hôm thứ ba đầy biến động. Sau khi tiến đến ngưỡng 1808 đô la Mỹ, vàng nhanh chóng rớt về vùng 1770 đô la Mỹ trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Trong phiên châu Á sáng nay, giá vàng đi ngang và có dấu hiệu tăng nhẹ lên mức 1794 đô la Mỹ một ao trong phiên châu Âu rồi lại sụt về mức 1785 đô la Mỹ như hiện tại. Trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 12, nhà đầu tư vàng cần chú ý tới các thông tin quan trọng. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi số liệu về bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ để đánh giá về triển vọng kinh tế Mỹ. Chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ Fed ông Powell sẽ có phiên điều trần trước Ủy ban Hạ viện Mỹ phiên hôm nay bắt đầu từ lúc 15 giờ theo giờ của Mỹ. Trong phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ hôm thứ Ba, ông Bauer đã chia sẻ rằng sẽ là hợp lý khi tăng tốc độ thu hẹp chương trình thu mua tài sản và họ sẽ bàn thảo việc này tại các cuộc họp sắp tới. Ông cũng cho là đã đến lúc phải ngừng sử dụng từ nhất thời khi mô tả về lạm phát ở Mỹ. Hôm qua, chứng khoán của Mỹ cũng đã giảm khá mạnh nhưng ngay lập tức đảo chiều vào sáng nay đối với hợp đồng tương lai. lãi suất kho bạc của Mỹ cũng vẫn ở dưới mức 1,5% một năm. Về các vấn đề mang tính vĩ mô, xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc hay là trần nợ công của Mỹ, rủi ro địa chính trị bắt nguồn từ Afghanistan đều có thể khiến dòng tiền chảy vào tài sản trú ẩn an toàn như là vàng hay là đồng đô la Mỹ. Thiên nghĩ vào phim Mỹ tối nay theo giờ Việt Nam, giá vàng chắc chắn sẽ tiếp tục có sự rung lắc mạnh và nhiều thông tin kinh tế nóng ảnh hưởng tới thị trường. Do đó phiên ngày mai thứ năm, ngày mùng 2 tháng 12, giá vàng trong nước sẽ bị ảnh hưởng và khả năng sẽ tiếp tục có biến động mạnh theo xu hướng giảm. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ tư, ngày 1 tháng 12 năm 2021 trên kênh của Minh Phát cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn buổi tối sức khỏe và tràn ngập niềm vui xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo